sinh N1 và các bạn học sinh N1. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình làm chú voi từ giấy thủ công và ống hút nhé. Để làm được chú voi này thì chúng mình cần chuẩn bị các nguyên liệu sau. Thứ nhất là giấy màu A4, một chiếc kéo, hồ dán, một chiếc bút dạ màu đen, mắt, keo hai mặt và ống hút. Để làm được chú voi thì bây giờ chúng mình cùng quan sát quy trình của cô nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ lấy một tờ giấy A4. Chúng mình sẽ gập tờ giấy A4 lại làm sao cho được hình tam giác. Chúng mình sẽ dùng kéo cắt cái phần thừa đi. Và chúng mình sẽ cắt đôi hình tam giác ra. Sau khi cắt hình tam cắt đôi ra thì chúng mình sẽ được hai hình tam giác. Chúng mình sẽ lấy một hình tam giác, gập một đầu của hình lại. Và chúng mình sẽ dùng keo hồ để dán cố định. Sau đó chúng mình sẽ gập ngược hình tam giác này lại. Chúng mình sẽ lấy hai bạn mắt để làm mắt của chú voi. Chúng mình nhớ là dán làm sao cho hai con mắt cân đối. Và cô sẽ dùng hai hình tam giác nhỏ với các tờ giấy A4 để làm răng của bạn voi. Cô đã hoàn thành xong một mặt của hình tam giác, mặt còn lại cô vẫn gập như thế, dán cố định. Cô sẽ dùng ống hút và đặt hút vào giữa. Để đạt được ống hút thì chúng mình phải dùng keo hai mặt để cố định ống hút với hình tam giác. Và sau đó chúng mình sẽ dùng một dải giấy dài để làm vòi của chú voi. Lần này chúng mình cũng sử dụng keo hai mặt để dán cố định vòi và ống hút. Rồi, và cô đã hoàn thành một mặt kia của hình tam giác. Giờ cô sẽ dùng keo để cố định hai mặt tam giác này lại với nhau. Chồng hai mặt hình tam giác lên với nhau. Chúng mình nhớ khéo léo đặt làm sao cho hai hình tam giác khít với nhau nhé. Và chúng mình sẽ dùng tay để miết làm sao cho hai hình mặt tam giác dính lại với nhau. Và chúng mình sẽ gập tay của bạn voi lại.
và để cho cái vòi của bạn voi được cong lại thì chúng mình sẽ dùng một cái ống hút khác để quấn vòi của bạn voi lại. Ba sản phẩm của chúng mình đã hoàn thành xong. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách chơi của bạn voi này nhé. Chúng mình có thấy hay không nhỉ? Các quý học sinh hãy cùng giúp đỡ các bạn nhỏ làm được sản phẩm này nhé. Và cô sẽ hẹn gặp chúng mình ở video sau. Tạm biệt các bạn.